bà định cho bà bảnh mà nói sao bà mới nghe bà bảnh. Thằng nãy mà đang qua. Nãy luôn á mà, cho con lên đây mà. Thôi đâu có được con, thế nào ở đây. Không, đi đến chỗ bữa đi thì mau có gì rồi. Thôi, con mất đi bữa đó là đi gì được. Con mất đi giờ nhà con xẻ bữa đó đó. Nhớ, mẹ phải nhớ, nhiều khi phải nhớ đó thì nói sao cho bà đỡ, đừng nhớ. Yên tâm con lớn rồi gì đó. Thôi, giờ đi lên chỗ á. Bà ứng có bụng rồi ăn cơm mà ăn cơm. Biết rồi, nhưng mà anh đâu có bỏ đói đâu, trời. Trời ơi, đi ở qua đêm ở nhà mẹ buồn lắm. Trời ơi, trời ơi. Thôi, anh chào với mẹ đi. Bữa đầu rảnh thì anh qua anh rước thì về anh sớm, chiều chưa về. Con cũng đêm đi đâu. Thôi, ngủ đêm không được. Ủa, nhớ dữ lắm mà hả? Nhớ bé tiền dữ lắm mà hả? Còn ở trong bữa, mình vẫn ngủ mà đi không được. Ừ, bữa đó đi qua tới Kim Tôn gì đó, về có hồ, có ngủ nhà đây anh đó. Ừ, thì đi du lịch núi mà. Đi hồ Cà Tạ đó. Ừ. Thì nói mẹ mình nhớ sao đó, nọ lên đó mẹ cũng nhớ quá rồi, đi. Được rồi. Ừ, má, ba mươi. Con đi mà ba cũng nói mẹ, con cũng nhớ lại. Có điện cho bé Tiên con chim sẻ chưa? Qua bển lỡ nó không có nhà rồi sao? Con đi bắt ốc, nó giờ muốn rồi, nó đâu có nhà đâu mà đi bển. Mà bây giờ là quyết định là bé Tiên hay là bé Quyên? Bé Quyên nó chịu tấm hạ thôi, chứ nó không có thuê đâu. Gì đó hả? Rồi ví dụ như lỡ hai đứa nó thương rồi sao giờ? Con bé Tiên hả? Ờ, bé Tiên nó thương rồi, bé Quyên nó thương nữa rồi sao? Cứ hết hai đứa luôn vậy? Ờ, bây giờ cứ đứa nào mà. Cứ đứa nào mới được? Cứ đứa nào? Được cứ bé Tiên. Được nào? Cho bảo luôn. Đổi ý hoài chạy. Bây giờ con đứa Tiên mà thương Tiên lắm. Vậy đó hả? Bây giờ mày cứ Tiên về rồi mày làm gì mày nuôi nó? Dạ, mẹ hỏi kìa, trả lời đi. Làm gì nuôi? Con sang làm. Con đi sang làm. Con không làm luôn có trơn mới được. Rồi mình chỉ là mới đi chưa ban làm thì sao cũng đi được. Lâu lâu mới đi mà. Nhớ bé Tiền gì lắm gì mà kêu một hai phải đi bển tợ. Có nhớ không? Có. Ý hả? Dạ có. Có nhớ nó thiệt nghe chứ không có nói dốc nghe. Dạ. Đang quay phim đó nói thiệt mới được, để lỡ như ở bển mà coi người ta ấy đó. Nó bển mà còn có mắt ba điện từ cho nó nữa. Đem gì? Nó mới tiêu mà tạm tiêu tiền qua bệnh. Bữa đó mẹ cái Tiên kêu đem gạo rồi qua nuôi cái Tiên ra lớp mới có được đó. Đúng rồi. Tại biết sao không, bé Tiên còn nhỏ xíu à, phải nuôi cho lớn mới cứ được. Bệnh tiền nó cao không có cứ được. Ừ, thì mỗi ngày đem qua hộp cơm vậy đó. Dạ. Ừ. Nhà còn gạo không, chút xíu nữa lấy một gạo đi, mai sáng chở bệnh. Không phải gỡ anh Vinh là đem bệnh. Hả? Nhà còn gạo không? Vậy đem ra đây đi rồi chút xíu nữa anh Vinh trả bệnh cho bé Tiên, nuôi bé Tiên.
cơm vài bữa nó lớn rồi mình ăn thịt. Mình cưới. Tại mình có giảm lắm, mình nuôi nó lớn mới cưới được vậy. Đúng rồi, người ta đủ tuổi mới cưới được, đâu có nhỏ 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 đâu cưới được đâu. Đã tôi có người đã đủ tuổi rồi. Ừ, năm sau. Đợi, đợi 2 năm nữa. Giờ tiên 17 em nhiêu tuổi? Em được chưa? Là năm sau nữa được rồi. Năm sau được không? Ừ. Năm sau nó 18 tuổi rồi, cưới được rồi. Đúng rồi. Mới nãy hỏi cô mua cho mẹ gì ăn không lượm? Thôi khỏi mua đi, bà có đồ ăn rồi. Có hiếu thấy ghê không? Khỏi mua đi, nhìn đi, bà có đồ ăn rồi. Dạ, xin chào quý vị khán giả mà. Rồi bây giờ mình có lúc gì ba mọi người ạ? Bây giờ mình quay lại sang mọi người. Nói gì không nghe gì vậy, nói chậm chậm thôi. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã đăng ký ủng hộ cho em. Đúng rồi. Dùng anh dòng quay lắp. Đúng rồi, cảm ơn em. Rồi bây giờ mình cảm ơn các bạn mọi người. Đúng rồi, mình kết thúc video được rồi. Dạ. Rồi thương mẹ mà ngồi trên mình bà, rồi bà thở không nổi vậy tao thở. Ngồi dưới mình bà, ngồi đâu leo lên mình mà ngồi. Cô lượm mẹ thương cô lượm lắm hả cô lượm? Hả? Mẹ thương em lắm hả? Mẹ em có thương mẹ không? Trời thương giờ này ngáp ngủ dữ. Thương. Vậy đó hả? Vậy đó phê buồn ngủ hay gì? Thương vừa qua thì mà bé tiền mà. Tính qua bé tiền hả? Dạ, ông chở ông đưa ba bản đây là không có mệt. Đi chở ba bản là không có mệt. Hả? Chở ba bản là không có mệt. Không phải, chở ba bản là em đi vô thăm nó có một. À, thăm cái một hả? Thăm cái gì hả? Thăm cái gì? Hả? Rồi ai chở qua đây nữa trời. Vậy chở ba bản này rồi chút xíu nữa đi xe đơm về. Được không? Cậu mấy quá gian xe máy cài về. Vậy là anh chở bản là có mà có gian Thảo vậy. Thôi anh Thảo tao quay chỗ khác rồi chứ đâu đi qua đây đâu. Vài bữa nữa anh Thảo mới qua đây. Dạ. Ừ. Có việc đâu vậy? Cái gì? Có việc đâu vậy? Sao? Quá dài bữa đi anh đặt hàng anh mua cho chiếc lắc nữa. Ngon. Ừ, chiếc lắc. Rồi bây giờ con muốn mua cái gì nè? Bây giờ là anh quyết định là đầu tư cho em là có nghĩa là khi quay với anh là vàng không đó. Dạ. À. Bây giờ muốn đi chơi vàng nữa mọi người. Làm gì tài cái này đó không, nhưng mà mai mốt đi anh mới qua, anh muốn mua vàng nhưng mà cứ thích gì lắc hay dây chuyền nọ rồi anh mua. Dạ. Nhưng mà độc quyền nha, là anh quay với anh xong rồi là anh tháo ra anh cắt nha, độc quyền để đeo mấy kia vô nó quay lấy vàng mình quay. Anh ra mai mốt cái chừng nào anh qua quay anh cho đeo nữa. Ok. Vậy bây giờ mình mua sợi dây chuyền bằng vàng bự thiệt bự ha, dưới chiếc lắc, dưới thêm mấy chiếc nhẫn nữa. Được không? Là chịu. Giống như bữa đó mình đi đò vậy đó, ông kia ông nói cô lượm cái này giàu quá giàu ta, đeo vàng quá ta. Cô lượm giờ đi qua đợi đò đó ai cũng biết mặt hết nha. Ừ, ai cũng biết mặt. Tại bọn làm vẫn mấy năm trước ba nó còn sống. Bằng đẩy ở bên khu mười đó rồi dẫn đi qua đi lại hoài ai cũng biết hết. Dạ. Mà bữa đó anh ta nói cô lượm cái này giàu đeo vàng quá đeo vàng. Bấm số ai trời? Anh ơi. Vậy. Bữa đó em đưa ba bản kim cương nó quánh à? Quánh qua quánh hả? À, chữ người ta quá trời chữ mà. Bữa đó chữ gì? Nó nói chữ gì? Nó chim sâu bị gì? Nó bị ngó đá rồi. Rồi chim sâu đòi cua em rồi em nói nó làm sao? Nó đưa bán đàn bà thôi, bà cua, bà đàn bà, nó cua bà.
Rồi em có chơi chim sâu xấu không? Xấu nó bởi vì nó quýnh là phải rồi. Anh sẽ có tương đồng. Anh ơi, vậy ở anh chở đi ra chân chở mà. Thì bữa hai bữa đây đợi anh Thảo rồi với anh Thanh rồi chở qua. Thì vậy là anh đi tới mà. Vậy em tưởng anh qua em gặp anh nữa. Rồi ok có đâu. Em qua em gặp anh mà anh ngắm ngay chỗ nào ngắm chế lại Thanh luôn rồi mà có đường đi. Đúng rồi. Có gì kêu anh Thanh điện anh. Dạ. Anh Thanh với anh với anh Thảo là bạn mà. Ừ. Anh kêu anh Thanh bằng anh mà rồi Thảo là bạn anh. Dạ. Rồi. Mà cứ bây giờ mình là chuẩn bị sẵn sàng nha, chuẩn bị gạo rồi này nọ, mì gói rồi đang đem qua bển nha. Dạ. Biết sao không? Để nuôi cung cấp qua bển đang nuôi bé Tiên là đủ 18 tuổi cưới. Mà vậy mới 17 là còn 5 nữa. Đúng rồi, mình nuôi 1 năm nữa đó. Nuôi nổi không? Nổi. Thấy không? Ừ. Trong nhà còn nhiêu gạo, nửa bao không? Còn nửa bao luôn. Nửa bao ăn được có mấy ngày à tạ. Ví dụ nguyên bao, ví dụ ba bự luôn. Ba bự ăn được 1 tháng. Ba bự dạo nhiều á. Ừ. Nếu ta ăn được 1 năm hả? Nửa bao ăn được 10 ngày chứ không bao ăn được 1 tháng. Dạ. Ừ. Nhưng mà nuôi bé Tiên phải nuôi cho lớn lên mới cưới được. Đúng rồi, đủ tuổi mới cưới được, không đủ tuổi công an bắt. Dạ hả? Ừ. Tự khởi mới có không được à. Tại vì đủ rồi đó là cho Tiên ơi là phải lớn mới nuôi, nặng nuôi nó mới nổi. Ừ. Ăn nuôi Tiên lớn mới được. Bữa nay mà nhìn ngát quá à. Bữa nay xì ke với chim sâu. Dính xì ke chim sâu hôm qua. Bây giờ mình chở qua chim sâu đi. Mình chích với nó một cái đi rồi em. Bởi vậy biết chứ, mẹ biết chứ. Tại vì qua trên cả là tại vì mình có bảo vợ rồi đem ba bệnh lên tư chừng nào đủ rỗi là cứng rồi. Đúng rồi, tại vì tư còn nhỏ mà, tại vì tư còn nhỏ. Ừ, phải nuôi lớn rồi đủ tuổi rồi. Nuôi là phải lớn rồi được. Rồi bây giờ mình chào các bạn đi, mình vô mình lấy gạo bắt đầu mình đem ba bệnh vô tiên. Dạ, kết thúc với các bạn.